Kính chào bà con, hôm nay lưới đánh cá đầu giới thiệu với bà con cái dòng lưới cước Thái Ba Màn. Chiều cao của lưới là 5m, chiều dài của lưới là 100m. Kích thước mắt lưới là then 10, tức là cái mắt lưới kéo giãn ra nó là 20 phân. Đây là dòng lưới cước Thái Ba Màn bắt cá lựa. Bà con phải hiểu từ lựa ở đây, đó là chỉ bắt cá lớn, không bắt cá bé. Cái 20 phân này bắt cá từ 5 đến 7 ký đổ lên, cho đến cá 20 cân, thậm chí còn hơn như thế nữa. Nếu như dòng cá lớn hơn nữa thì A Đấu có cái lời khuyên, đó là bà con chuyển sang đánh lưới dù Thái chứ không làm lưới cước Thái. Nhưng đây là làm theo yêu cầu, vì vậy A Đấu sẽ làm theo yêu cầu cho bà con. Những dòng lưới cước Thái như này thì đánh thì rất là máng, khi bắt được con cá lớn nó quấn vào thì nhìn nó rất là sung sướng. Nhưng mà tỷ lệ bắt được nhiều thì chắc chắn là sẽ không bắt được nhiều bằng cá lưới dù. Riêng những cái dòng lưới mà bắt cá lớn á, A Đấu luôn khuyên bà con hãy làm lưới dù, nó hay hơn. Thứ nhất là cái độ dai, độ bền của lưới dù cũng như là cái độ quấn của cái lưới dù nó sẽ đảm bảo hơn lưới cước. Nhưng về cơ bản thì làm theo yêu cầu của bà con, nên bà con cần gì thì A Đấu sẽ làm theo đúng yêu cầu cho bà con. Thì cái sợi cước ở đây nó là cước 2.5 bà con nha. Và cái kim đấy, sợi vỏ của nó là hơn 3.5. Dòng lưới này thì A Đấu làm cho cái túi rất là sâu rồi, nên bà con khi đánh bà con cảm thấy nó yên tâm và thoải mái. A Đấu làm cho bà theo yêu cầu cho bà con. Bà con cần gì bà con cứ điện cho A Đấu hoặc kết bạn Zalo cho A Đấu, hoặc truy cập vào trang web lưới đánh cá adau.com. Kính mong bà con theo dõi kênh cũng như là đặt hàng bên A Đấu, cứ điện trực tiếp cho A Đấu, A Đấu tư vấn nó rất là dễ. Đừng nhắn tin hay comment trên kênh của A Đấu, tại vì A Đấu rất ít vào thăm lại kênh. Xin cảm ơn bà con.